Chào các con. Trong tiết học này, cô sẽ hướng dẫn chúng mình viết các từ, khoảng cách giữa các tiếng trong một từ và cách viết dấu chấm, dấu phẩy nhé. Về khoảng cách giữa các tiếng trong một từ, cô có 3 trường hợp. Trường hợp thứ nhất, tiếng phía sau bắt đầu bằng nét cong. Cô ví dụ từ chú dê. Chúng mình sẽ thực hiện viết tiếng chú. Sau khi viết xong tiếng chú, chúng mình sẽ viết tiếng dê. Và tiếng dê bắt đầu bằng nét cong. Nên chúng mình sẽ thực hiện như sau. Đếm cho cô 1, 2 ô ly nhỏ. 1, 2. Sau đó mình viết nét cong vòng sang giữa ô ly thứ 2 vừa đếm. Vậy là tiếng chú cách tiếng dê là 2 ô ly. Chúng mình nhớ nhé. Trường hợp thứ nhất đó là tiếng dê có nét cong. Vậy chúng mình sẽ đếm 1, 2 ô ly và viết nét cong vòng sang giữa của ô ly thứ 2. Trường hợp thứ hai đó là tiếng phía sau bắt đầu bằng nét hất. Cô ví dụ từ bà ba. Chúng mình sẽ thực hiện như sau. Sau khi viết xong từ chú dê, chúng mình viết từ bà ba thì chúng mình sẽ viết dấu phẩy để ngăn cách từ chú dê với từ bà ba. Vậy dấu phẩy sẽ viết như sau. Dấu phẩy sẽ cách chữ đằng trước là 0,5 ô ly, nghĩa là một nửa ô ly nhé. Vì vậy chúng mình sẽ viết dấu phẩy vào đúng đường kẻ dọc. Dấu phẩy được viết là một nét hơi cong, một nửa nằm bên trên và một nửa nằm bên dưới của đường kẻ ngang đậm. Chữ phía sau của dấu phẩy sẽ cách dấu phẩy 1,5 ô ly, nghĩa là một ô ly rưỡi. Chúng mình sẽ thực hiện như sau. Chúng mình đếm 1, 2 và chúng mình sẽ bắt đầu viết ở ô ly thứ 2. Cô sẽ thực hiện viết từ bà 3. Đầu tiên sẽ viết tiếng bà. Sau khi viết xong tiếng bà, chúng mình thực hiện đếm 1, 2 ô ly và viết tiếng ba ở ô ly thứ 2 mà mình vừa đếm. Vậy, tiếng bà và tiếng ba cách nhau là 2 ô ly. Đó chính là trường hợp thứ hai. Trường hợp thứ hai là tiếng thứ hai bắt đầu bằng nét hất. Thì chúng mình sẽ thực hiện đếm 1, 2 ô ly
và viết ở ô ly thứ hai. Trường hợp thứ ba mà cô muốn giới thiệu với chúng mình đó là trường hợp mà tiếng thứ hai bắt đầu bằng nét móc xuôi. Cô ví dụ từ bố mẹ, chúng mình sẽ viết tiếng bố. Sau đó, chúng mình đếm 1, 2 và viết tiếng mẹ vào đường kẻ dọc đầu tiên của ô ly thứ 2 mà mình vừa đếm. Vậy là khoảng cách giữa tiếng bố và tiếng mẹ là 1 ô ly rưỡi. Các con nhớ nhé, khoảng cách giữa các tiếng trong một từ có thể là 1 ô ly rưỡi hoặc 2 ô ly, tùy theo tiếng phía sau của chúng mình bắt đầu bằng nét gì nhé. Có 3 trường hợp cô vừa nhắc, đó là trường hợp thứ nhất, tiếng phía sau bắt đầu bằng nét cong, thì chúng mình đếm 1, 2 ô ly và viết nét cong vào giữa ô ly thứ 2 mà mình vừa đếm. Trường hợp thứ 2 đó là tiếng phía sau bắt đầu bằng nét hất, thì chúng mình cũng đếm 1, 2 ô ly và viết tiếng phía sau vào ô ly thứ 2 mà mình vừa đếm. Trường hợp thứ 3 đó là tiếng phía sau bắt đầu bằng nét móc xuôi, thì chúng mình nhớ đếm 1, 2 ô ly và viết vào đường kẻ dọc đầu tiên của ô ly thứ 2 mà mình vừa đếm các con nhé. Còn về cách viết dấu phẩy, chúng mình chú ý dấu phẩy cách tiếng đằng trước là 0,5 ô ly, nghĩa là một nửa ô ly, và cách tiếng phía sau là 1 ô ly rưỡi. Và dấu chấm cũng tương tự như vậy. Nếu chúng mình không viết nữa thì chúng mình sẽ sử dụng dấu chấm để đánh dấu kết thúc. Và dấu chấm cũng viết tương tự như dấu phẩy. Vậy cách cô sẽ viết dấu chấm ở đây, cách tiếng mẹ là 0,5 ô ly, thì chúng mình cũng sẽ viết dấu chấm vào đúng đường kẻ dọc, nằm trên đường kẻ ngang động. Vậy là cô đã vừa hướng dẫn chúng mình cách viết các tiếng trong một từ, khoảng cách giữa các tiếng trong một từ và cách viết dấu phẩy và dấu chấm rồi đấy. Chúng mình hãy quan sát thật kỹ và luyện viết để cho đẹp và đúng nhé. Chào tạm biệt các con.